Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, tối qua bão Mufifa, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, gây mưa to và gió mạnh. Đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại nhưng chính quyền các địa phương nơi bão đi qua đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão từ rất sớm. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Chuseon vào lúc 20 giờ 30 phút theo giờ địa phương, với tốc độ gió tối đa đo được gần tâm bão là 151 km/h, đủ mạnh để làm hư hại nhà cửa, quật đổ cây cối và làm sập đường dây điện. Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã phải ban hành cảnh báo đỏ với nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số khu vực, trong khi cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ nước dâng tràn bờ tại một số con sông nhỏ ở những nơi bão đi qua. Cơn bão sau đó di chuyển theo hướng bắc, tây bắc qua vịnh Hàng Châu và đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Thượng Hải lúc nửa đêm. Trước đó, để đảm bảo an toàn, giới chức thành phố đã cho hủy bỏ hàng chục chuyến tàu và hàng trăm chuyến bay đến và đi từ thành phố. Anh Sinh Phê Phê cho biết, tàu của tôi bị ảnh hưởng bởi cơn bão, trong trường hợp này đành phải thay đổi thời gian đi lại thôi. Sau Thượng Hải, bão được dự báo sẽ tiếp tục tràn qua các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông với cường độ suy yếu dần và sẽ di chuyển vào biển Bột Hải vào ngày mai. Ngày hôm nay, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên màu cam với bão Mufia. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 bậc ở nước này. Việc Trung Quốc nâng mức cảnh báo đối với bão Mufa được đưa ra trong bối cảnh cơn bão thứ 12 trong năm nay dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày mai. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo gió mạnh sẽ ập vào các khu vực ven biển của vùng lãnh thổ Đài Loan, Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải và Giang Tô từ ngày hôm nay đến chiều mai. Trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực của Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc khuyến cáo các khu vực này khẩn cấp chuẩn bị phòng chống bão và yêu cầu người dân địa phương tránh đi lại trong thời gian có mưa và gió mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, sau đó đến màu cam, vàng và xanh. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Mufa vào ngày hôm qua đã gây mưa to và gió mạnh tại các đảo ở tỉnh Okinawa của nước này, dự kiến sẽ gây ra tình trạng gián đoạn hoạt động tại các đảo này vào ngày mai. GMA cảnh báo gió mạnh và biển động cũng như sạt lở đất sẽ diễn ra và nước sông tràn bờ do mưa to. Tình trạng mưa bão làm hư hại nhà dân có thể tiếp diễn trong ngày hôm nay. Cơn bão này đang di chuyển chậm về phía bắc, hướng về phía biển Hoa Đông và đến trưa ngày 13 tháng 9 đã đi qua đảo Ishigaki của tỉnh Okinawa. Tính đến 22 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, bão Mufa ở vị trí cách hòn đảo này khoảng 60 km về phía bắc tây bắc với sức gió tối đa lên tới 198 km/h. Trong khi đó, đảo Hatteruma cũng thuộc Okinawa đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 358,5 mm trong 24 giờ tính đến hết sáng hôm qua. Do ảnh hưởng của bão, các hãng hàng không All Nippon Airways và Japan Airlines đã phải hủy những chuyến bay đến và đi từ các đảo Miyako và Ishigaki. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc Okinawa tại các khu vực của thành phố Miyakojima diễn ra sớm hơn dự kiến. Cũng theo JMA, các điều kiện khí quyển bên trong và xung quanh cơn bão Mufa rất bất ổn định. Dự báo tại Okinawa sẽ có lượng mưa lên tới 300 mm trong 24 giờ tính đến hết trưa nay và từ 50-100 mm trong 24 giờ tiếp theo. Quý vị thân mến, vừa qua một trận động đất xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Đây là trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử động đất của Trung Quốc. Cường độ được ước tính là 6,0 độ Richter và trận động đất có liên quan đến một ngọn núi lửa. Ngày hôm đó, cảng Keelung ở Đài Loan nắng đẹp, đầu đông thời tiết dễ chịu. Khoảng 9 giờ sáng, dưới đất liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Đến gần 10 giờ, một trận động đất dữ dội từ vùng biển Đông Bắc ập đến, thành phố cảng vốn yên tĩnh bỗng hỗn loạn, người ta sững sờ khi nhìn vào những tàn tích trước mặt họ. Mưa ở cảng Keelung như trút nước, thuyền bị đẩy vào bãi biển và thủy thủ đoàn không biết phải làm gì. Một số thủy thủ nhảy xuống thuyền muốn lao về nhà, làm sao biết sóng lại ập đến, trăm người bị sóng nuốt chừng. Rất may trận động đất này có chút động đất nhỏ, trước chấn động chính mọi người nhận định sẽ có động đất lớn. Hầu hết mọi người đều chạy ra đường từ trước nên thương vong trực tiếp không lớn. Vào ngày xảy ra trận động đất,
vùng biển bên ngoài cảng Khi Lung đầy sương khói, hơi nước và cột nước bốc lên trời, nước biển đục ngầu, các lớp đá ngưng tụ từ magma nổi trên mặt nước, tôm cá chết trôi dạt vào bờ từng lớp. Sau đó, các nhà địa chất nói với chúng tôi rằng, khi trận động đất xảy ra, những ngọn núi ven biển bị lật đổ, nước biển dâng cao, các tòa nhà sụp đổ và hàng trăm người thiệt mạng. Cũng vào một buổi sáng sớm, trong vòng chưa đầy 30 phút, 4 trận động đất liên tiếp xảy ra. Trận đầu tiên là trận động đất 4,2 độ Richter lúc 2 giờ 59 phút. Tiếp theo là trận động đất 5,9 độ Richter vào lúc 3 giờ 06 phút. Tiếp theo là trận động đất 5,0 độ Richter vào lúc 3 giờ 16 phút. Và dư chấn có độ lớn 4,7 độ Richter lúc 3 giờ 27 phút. Chúng là những trận động đất nông, tâm gần và rung chuyển dữ dội, khiến các khu vực Đài Bắc và Khi Lung, Yê Lan và Hoa Liên, mọi người thức dậy sau giấc ngủ của họ. Một tuần sau đó, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Khi Lung, Đài Loan. Đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay và phát ra năng lượng tương đương với 16 quả bom hạt nhân. Trọng tâm của trận động đất là 181 km. Đây là trận động đất sâu và có cường độ có thể cảm nhận được trên toàn Đài Loan, Yê Lan và Nam Đao rung lắc lâu nhất khoảng 38 giây và Đài Bắc khoảng 0,6 giây. Một trận động đất mạnh 6 độ Richter nữa cũng đã xảy ra vào lúc 21 giờ 53 phút cùng ngày. 3 ngày sau đó, một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại Bắc Khải thuộc Khi Lung, Đài Loan với tâm chấn 25,6 độ vĩ Bắc, 121,9 độ kinh Đông vào lúc 9 giờ 17 ngày hôm sau. Một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển phía đông Khi Lung, Đài Loan, tâm chấn ở 25,1 độ vĩ Bắc, 122,4 độ kinh Đông. Tâm chấn cách Khi Lung khoảng 70 km và cách Đài Bắc hơn 90 km. Vào tháng 10 vừa qua, 4 trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter, 5,9 độ Richter, 5,0 độ Richter và 4,7 độ Richter đã xảy ra. Vào ngày 16 tháng 10, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Khi Lung, Đài Loan. Một trận động đất mạnh 3 độ Richter xảy ra vào ngày 2 tháng 11. Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra vào ngày 7 tháng 11. Trận động đất ở độ sâu 24,1 km ở vùng biển cách trạm địa chấn Khi Lung 55,1 km về phía đông. Bão Merati đổ bộ vào Trung Quốc. Thưa quý vị, bão Merati đã đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc ngày hôm qua, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến 1,65 triệu hộ gia đình bị cắt điện. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong trong trận bão được cho là mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm đến nay. Cơn bão đã suy yếu sau khi quét qua khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc và đổ bộ vào Trung Quốc sớm ngày hôm qua gần thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Hàng chục chuyến bay và tàu đường sắt đã bị hủy, gây gián đoạn việc đi lại tại thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày tại nước này. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông quốc gia cho thấy các đường phố bị ngập nước, cây đổ và các ô tô bị đè bẹp tại thành phố Hạ Môn, trong khi các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền để sơ tán người dân. Trên toàn tỉnh Phúc Kiến, 1,65 triệu hộ gia đình không có điện, trong đó có khoảng 320.000 hộ gia đình tại thành phố Hạ Môn. Nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn cũng bị gián đoạn nguồn cung nước sạch. Cơn bão Merati được cho là mạnh nhất trên thế giới trong từ đầu năm đến nay và là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến từ năm 1949. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán và các tàu thuyền đã được kêu gọi quay về cảng trước khi cơn bão đổ bộ. Bão Merati sẽ tiếp tục suy yếu khi di chuyển tới Thượng Hải, nhưng sẽ vẫn mang theo mưa lớn. Cùng ngày, giới chức địa phương Đài Loan cho biết bão Merati đã làm một người chết và 51 người khác bị thương khi đổ bộ vào Đài Loan. Cùng với gió mạnh và mưa lớn, cơn bão đã khiến 1,1 triệu hộ gia đình bị cắt điện, trong đó có 331.000 hộ vẫn chưa có điện tới trưa ngày hôm qua. Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Đài Loan cho biết cơn bão gây thiệt hại về kinh tế khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp. Hơn 710.000 hộ gia đình bị thiếu nước sạch, các trường học, công sở tại địa phương phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão. Cũng trong ngày hôm qua, bão Merati đã khiến hơn 230 chuyến bay bị hủy, làm gián đoạn giao thông đường thủy và đường sắt tại Đài Loan. Các tuyến đường bị ngập nước tại thành phố Tuyền Châu, các thùng xốp trôi nổi trên một con đường tại thành phố Hạ Môn. Hàng rào bảo vệ bị đổ do bão tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Thưa quý vị, từ sau mùa lũ, lượng mưa lớn liên tục ở một số tỉnh phía Nam đã gây ra những thảm họa địa chất nguy hiểm. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm qua, một trận lở đất đã xảy ra tại tổ 3 của làng Yasan, thị trấn Dai He, huyện Mông He, tỉnh Hồ Bắc do một trận mưa lớn khiến 8 người thiệt mạng. Cùng ngày, một vụ lở đất đã xảy ra tại hệ thống Thiên Bao thuộc làng Siban, thị trấn Ganlong, huyện tự trị Somtamiao.
tỉnh Quý Châu và 6 người vẫn đang mất tích. Cách đây vài ngày, Bộ Tài nguyên đã đưa ra dự báo xu hướng thiên tai địa chất nửa cuối năm nay, chỉ ra rằng tình hình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong nửa cuối năm vẫn còn gay gắt, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng cực đoan có khả năng gây ra các thảm họa địa chất đột ngột như lở đất và dòng chảy mạnh vụn. Elvi Zitang, giáo sư tại Học viện Giám sát Địa chất và Môi trường Trung Quốc và Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Mối nguy Địa chất thuộc Bộ Tài nguyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ Tin tức Bắc Kinh rằng, với sự gia tăng các dị thường khí hậu trong những năm gần đây, sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác trở nên thường xuyên hơn. Đặc biệt, ở vùng núi phía Tây Nam nước ta dễ xảy ra sạt lở đất, lượng mưa lớn và dòng chảy đá vụn tạo thành những thiên tai phức tạp có sức tàn phá cực mạnh. Các thảm họa địa chất như lở đất có thể được cảnh báo trước. Theo báo cáo, trong nửa đầu năm nay, trên toàn quốc có tổng cộng 149 thảm họa địa chất đã được dự đoán thành công, liên quan đến 4.853 người có thể thương vong. Elvi Zetan cho biết năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các công cụ giám sát phổ quát tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ thảm họa địa chất và sử dụng hệ thống giám sát vệ tinh Beidou để hỗ trợ giám sát thủ công và cảnh báo sớm. Theo ông Lu Jietang, sạt lở đất nói chung do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chủ yếu là địa tầng, địa hình, điều kiện địa chất và cấu trúc đứt gãy của nơi xảy ra tai nạn. Các yếu tố bên ngoài được chia thành tác động bên trong và bên ngoài và tác động của con người. Các yếu tố động như lượng mưa lớn và động đất có thể dẫn đến sạt lở đất. Các hoạt động kỹ thuật của con người như xây dựng đường, đào hồ chứa và xây dựng nhà cửa cũng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của núi. Mùa lũ hàng năm cũng là thời kỳ có tỷ lệ sạt lở cao. Kể từ mùa lũ năm nay, lở đất đã xảy ra ở Quý Châu, Trùng Khánh, Quảng Tây và những nơi khác. Lưu Chia Tang nói rằng lượng mưa lớn liên tục là một yếu tố quan trọng gây ra lở đất. Điều này là do sự xói mòn do mưa làm giảm sức mạnh của ngọn núi và làm việc ngâm nước mưa cũng sẽ làm mềm và ướt đất. Đồng thời, áp lực nước cũng sẽ ảnh hưởng đến ngọn núi. Theo lời giới thiệu của ông, các khu vực đồi núi với các dãy núi tương đối đứt gãy ở phía Tây Nam, Tây Bắc, Đông và Đông Nam của Trung Quốc đều rất dễ xảy ra sạt lở đất. Trong đó, khu vực Tây Nam Bộ nằm ở ngã ba bậc 1 và bậc 2, địa hình dốc, cấu trúc đứt gãy, chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục nên tần suất sạt lở cũng cao hơn các vùng khác. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.